Messi rớt giá thê thảm nhưng vẫn gấp đôi Ronaldo. Theo Transfermarkt, Lionel Messi tiếp tục rớt giá thê thảm, xuống còn 30 triệu euro nhưng vẫn gấp đôi Cristiano Ronaldo. Tính đến thời điểm này của sự nghiệp, Lionel Messi đã chơi tổng cộng 894 trận, ghi 726 bàn thắng và có 346 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Kể từ lần đầu tiên ra mắt ở Barcelona vào năm 2006, giá trị của Lionel Messi đã tăng chóng mặt từ 20 triệu euro lên 60 triệu euro rồi 100 triệu euro. Và giá trị chuyển nhượng đỉnh điểm của anh là 180 triệu euro vào năm 2018 trong màu áo Barcelona. Nhưng kể từ khi bước sang tuổi 30, giá trị của Lionel Messi trên thị trường chuyển nhượng cũng giảm dần. Lúc rời Barcelona chuyển đến PSG, ngôi sao Argentina chỉ có giá khoảng 50 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Đến nay, khi đã rời châu Âu sang Mỹ thi đấu cho Inter Miami, Lionel Messi chỉ có giá 30 triệu euro, chỉ cao hơn lúc anh mới khởi nghiệp. Nhưng dù có rớt giá thê thảm thế nào đi nữa, Lionel Messi vẫn luôn được đánh giá đắt hơn Cristiano Ronaldo, 15 triệu euro. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì tuổi tác đóng vai trò quan trọng quyết định trong giá trị thị trường của một cầu thủ. Lionel Messi có giá trị thị trường chuyển nhượng cao hơn Cristiano Ronaldo kể từ năm 2009. Đội trưởng Al-Nassr đã bước sang tuổi 39 vào tháng 2, trong khi cựu cầu thủ Barcelona sẽ đón sinh nhật lần thứ 37 vào tháng 6 năm nay. Ngày sinh của họ cũng có thể giải thích tại sao Lionel Messi luôn chiếm ưu thế. Lần cuối cùng Cristiano Ronaldo có giá trị thị trường cao hơn Lionel Messi trên Transfermarkt là vào năm 2008, khi cầu thủ người Bồ Đào Nha, lúc đó 23 tuổi, có giá 60 triệu euro trong khi cầu thủ người Argentina, lúc đó 21 tuổi, được định giá 55 triệu euro. Quản trị viên dữ liệu Transfermarkt Bắc Mỹ Dominic Becker cho biết Lionel Messi vẫn là ngôi sao MLS và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Nhưng tuổi tác đóng vai trò quan trọng, ngay cả đó là Messi cũng vậy. Anh ấy ngày càng bị chấn thương nhiều hơn và việc rớt giá là không thể tránh khỏi. Hiện ba cầu thủ có giá cao nhất trên thị trường chuyển nhượng là Jude Bellingham, Real Madrid, Erling Haaland, Manchester City và Kylian Mbappe, PSG. Họ đồng giá với 180 triệu euro. Xếp tiếp theo là Vinicius Junior, Real Madrid, giá 150 triệu euro, Bukayo Saka, Arsenal, giá 130 triệu euro.